Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Nam World. Như vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Hà Nội ngày hôm nay theo lời mời của người đồng cấp bên phía Việt Nam là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đây được đánh giá là chuyến thăm quan trọng của ngoại giao Việt Nam trong năm 2023. Những vấn đề đặc biệt nào sẽ được thảo luận trong cuộc gặp của Tập Cận Bình với các giới chức lãnh đạo cấp cao của Việt Nam? Và Việt Nam có thể thoát khỏi cái được gọi là cộng đồng chung vận mệnh mà Trung Quốc đang ép Việt Nam phải tham gia hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video này. Đầu tiên là những điểm thảo luận chính. Được biết, tháp tùng trong chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình sẽ là đội ngũ hàng loạt doanh nghiệp trên các lĩnh vực hàng đầu của Trung Quốc với hy vọng tìm được cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Với việc Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là nguồn nhập khẩu quan trọng cho lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Theo số liệu thống kê chính thức của Việt Nam, vốn đầu tư đăng ký từ Trung Quốc và Hồng Kông cộng lại đã bùng nổ trong năm nay, tăng lên 8,2 tỷ đô trong 11 tháng đầu năm 2023, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc cũng tăng 5%, lên gần 50 tỷ đô la. Đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, trung tâm sản xuất trải dài dọc bờ Biển Đông này ngày càng hấp dẫn và trở thành mắt xích lắp ráp quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu. Trong bối cảnh suy thoái từ nội tại của nền kinh tế Trung Quốc ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư, triển vọng vĩ mô yếu kém trong ngắn hạn và trung hạn ở Trung Quốc đang thúc đẩy người Trung Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư khác ở bên ngoài. Một phần là do chính sách thương mại của Mỹ, căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh và nhiều lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu đối với Trung Quốc trong những năm gần đây đã khuyến khích đầu tư của Trung Quốc và Việt Nam nhằm giảm thiểu rủi ro đến từ thương chiến Mỹ-Trung. Một trong những dự án quan trọng giữa hai nước mà Tập Cận Bình dự kiến đàm phán đó là dự án đường sắt ở miền Bắc Việt Nam. Theo đó, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Việt Nam sẽ thảo luận về một dự án đường sắt mới. Tuyến đường sắt sẽ kéo dài từ Lào Cai đến cảng Hải Phòng và sẽ kết nối với thành phố Côn Minh của Trung Quốc. Mặc dù Việt Nam đã có tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc từ lâu, nhưng do hệ thống đã quá lạc hậu, cũ kỹ và không được nâng cấp trong hàng chục năm qua, đồng thời việc không tương thích với khổ ray đường sắt bên phía Trung Quốc khiến cho khả năng vận chuyển người và hàng hóa của Việt Nam tới Trung Quốc còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng tới tăng trưởng giao thương của cả hai bên. Trong cuộc gặp thì vấn đề đất hiếm cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự, một lĩnh vực quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu cho pin ô tô điện, tấm pin mặt trời và các công nghệ khác. Theo dữ liệu của cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho thấy, Việt Nam đứng thứ hai trên toàn cầu chỉ sau Trung Quốc về trữ lượng kim loại đất hiếm, được tập trung chủ yếu ở 3 tỉnh Tây Bắc của Việt Nam là Lào Cai, Yên Bái và Lai Châu. Tuyến đường sắt mới cũng sẽ kết nối trung tâm đất hiếm này phục vụ cho việc phối hợp khai thác với Trung Quốc. Dù Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới, nhưng Việt Nam lại thiếu kinh nghiệm trong việc khai thác tinh lọc đất hiếm. Trong khi đó, Trung Quốc đã có kinh nghiệm từ lâu dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này. Vấn đề về nguồn nước trên sông Mekong và vấn đề trên Biển Đông, đây là những vấn đề còn nhiều khúc mắc giữa hai quốc gia đã tồn tại từ lâu. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều có lợi ích chiến lược ở đây, vì vậy sẽ không được giải quyết một sớm một chiều trong cuộc gặp này. Vấn đề sẽ chỉ được đề cập để hai quốc gia hợp tác và giảm thiểu những xung đột trong phạm vi kiểm soát của cả hai bên. Cộng đồng chung vận mệnh. Mục đích quan trọng nhất để Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam đó là thúc ép Việt Nam tham gia cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh. Việc Trung Quốc muốn Việt Nam tham gia vào cộng đồng chung vận mệnh được Trung Quốc chào mời rất nhiều lần từ những năm 2017. Tuy nhiên, Việt Nam đã khôn khéo kéo dài thời gian chưa muốn tham gia. Cho đến cuối năm 2022, Trung Quốc đã đưa ra lời đề nghị chính thức trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc. Khi đó, Việt Nam tiếp tục chưa trả lời ngay và đã để ngỏ câu chuyện cho tới hiện tại. Như vậy, Trung Quốc đã chờ đợi suy tính của Việt Nam sau gần đúng một năm cho câu hỏi này. Về cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh thì đây là một sáng kiến của Trung Quốc nhằm thiết lập một cộng đồng các quốc gia với mục đích đưa Trung Quốc trở thành vị trí trung tâm và lãnh đạo thế giới mới. Trong đó, các quốc gia khác sẽ phục vụ và xoay quanh Trung Quốc để đối chọi lại với hệ thống của Hoa Kỳ. Nhiều ý kiến cho rằng khái niệm này thực chất chỉ là một cách gọi để nâng tầm quan hệ vượt trên cả khái niệm đối tác chiến lược toàn diện mà ngoại giao thế giới đang sử dụng phổ biến hiện nay. Đây cũng có thể là cấp độ tiếp theo của sáng kiến vành đai và con đường BRI của Trung Quốc trước đó. Vì Việt Nam biết được cái bẫy trong sáng kiến vành đai và con đường, nên Việt Nam ngoài mặt thì rất ủng hộ, nhưng trên thực tế thì Việt Nam rất hạn chế, không mấy mặn mà, và thậm chí là không muốn tham gia vào sáng kiến này của Trung Quốc. Cho nên việc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam cho thấy Trung Quốc đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với Việt Nam, và sẽ buộc Việt Nam phải có thái độ rõ ràng trong việc ủng hộ và đồng hành cùng với cộng đồng chung vận mệnh của Trung Quốc. Hay chính xác hơn là buộc Việt Nam phải ngả về phía Trung Quốc.
Vậy Việt Nam sẽ ứng xử như thế nào trước tham vọng này của Trung Quốc? Trước tiên, chúng ta phải khẳng định một điều, đó là không một quốc gia nào trên thế giới có thể hiểu bản chất của Trung Quốc hơn Việt Nam chúng ta. Chính vì vậy, Việt Nam luôn giữ một khoảng cách nhất định trong việc hợp tác với Trung Quốc. Với câu hỏi cộng đồng chung vận mệnh thực chất nó là cái gì thì còn nhiều điểm mơ hồ. Việt Nam sẽ tham gia vào cộng đồng này nếu Trung Quốc chứng minh được nội hàm của cộng đồng chung vận mệnh đó. Thứ hai là cộng đồng này không làm ảnh hưởng gì tới lợi ích và đi ngược lại với đường lối ngoại giao cốt lõi của Việt Nam. Quan điểm của Việt Nam rất rõ ràng là Việt Nam không chọn bên. Vậy việc tham gia vào cộng đồng này có thể nói là chọn bên hay không? Hoặc sẽ khiến các quốc gia khác nghĩ Việt Nam chọn bên hay không? Thì là điều cần phải cân nhắc rất kỹ. Trên thực tế thì Việt Nam không mấy mặn mà với cộng đồng chung vận mệnh của Tập Cận Bình. Điều Việt Nam thực sự muốn là tập trung nâng cao hiệu quả và làm sâu sắc hơn các cơ chế hợp tác của cấp độ đối tác chiến lược toàn diện hiện tại, phù hợp với nguyện vọng của người dân Việt Nam. Đó là chúng ta không bao giờ muốn gắn bó quá thân thiết với Trung Quốc, mà chỉ nên hợp tác cùng có lợi về mặt kinh tế thương mại. Tuy nhiên, trước những biến động về lĩnh vực ngoại giao từ Việt Nam cho đến thế giới, không ít thì nhiều đã ảnh hưởng tới đối sách ngoại giao của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Việc Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tranh giành ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và việc Việt Nam nâng cấp quan hệ ngoại giao lên cấp cao nhất đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc, Nhật Bản và đặc biệt là với Mỹ, những nước được cho là không mấy thân thiện với Trung Quốc. Đây giống như tác dụng phụ đến từ chiến lược ngoại giao táo bạo của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Vì vậy, đã tạo ra thế khó cho lãnh đạo Việt Nam buộc phải cân bằng quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Trong khi đó thì Bắc Kinh lại có cớ để ép Việt Nam tham gia cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh, đã đề xuất từ lâu mà Hà Nội luôn trì hoãn. Để khẳng định vị trí của Trung Quốc là ưu tiên số 1 và ở tầm cao hơn Hoa Kỳ trong quan hệ với Việt Nam. Về phía Việt Nam, dù muốn hay không thì trước sức ép quá lớn đến từ Trung Quốc như vậy, thì nhiều khả năng Việt Nam sẽ buộc phải chấp nhận tham gia cộng đồng chung vận mệnh này. Tuy nhiên, cũng giống như sáng kiến vành đai và con đường trước đó, Việt Nam một mặt sẽ thể hiện sự chấp thuận để xoa dịu Bắc Kinh, nhưng trên thực tế, Việt Nam sẽ rất cẩn thận và hạn chế những tác động từ tham vọng mới này của Trung Quốc. Như vậy, chuyến thăm của Tập Cận Bình diễn ra nối tiếp ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hà Nội vào tháng 9. Không gì khác chính là phép thử quan trọng cho đường lối ngoại giao cây tre của Việt Nam trước bối cảnh cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc tại Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn và khốc liệt hơn. Bên cạnh đó, việc Việt Nam tham gia cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc được đề cập trong tuyên bố chung sắp tới cũng sẽ định hình quỹ đạo phát triển của quan hệ Việt-Trung trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.